Funky Music. Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình về quê chạy cá cho các bạn ơi. Đây cái đìa cá thằng nuôi cá chập nè các bạn. Quá trời luôn. Nó ụt kìa. Rồi nãy mình giăng lưới nha các bạn ơi. Hay đi cá gì chú? Các bạn ơi, không lẽ nè, nó lại dở lên kìa, nó đó, cá nó ngon quá nè, cái rảnh nè. Cái, cái này nhỏ, cá này không ấn đâu, cá mày dinh. Cá này ngộ lắm á, lên nước hồi lên đây nè. Cá đó mày ngon á. Ừ. Cá này hồi cá tư. Nó thành nổi.
Trời đó. Chưa. Quá đã, quá đã. Đó, đây một cục luôn, cá nó bự rồi. Ừ. Chú máng ở đây hay vậy? Có đâu, kéo nó dính. Dính vô cây vậy? Nè. Ồ, các bạn thấy chưa? Quá đã luôn, phải về quê là vậy đó các bạn ơi. Đây có một con cá mà dinh nữa nè. Quá trời rồi. Cá thiên nhiên nhìn thấy nó trắng tươi cá ha. Ờ con Vĩnh thao đi. Con Vĩnh nó thao á. Con Vĩnh thao đi. Hãy subscribe.
qua năm mới xuống liền. Con tử đâu đâu có dữ vậy. Mà hỏi bằng lóc thì nhà con mới kéo nó lớn là tụi nó lấy cái thùng cho tao rồi đó. Trời ơi chưa có gì cho chứ lấy cái thùng nó không. Rồi cái nó kéo hết nổi. Nó tính là thoát á. Alo. Ổng nó cáo quá trời luôn rồi, điện cho Năm ơi. Cáo quá trời cáo luôn. Để rồi. Nhóc luôn, quá trời luôn. Gửi ngoại cho Nọc. À, chạy xuống đây nè, quá trời luôn. Thấy bò tắm. Bò tắm sông luôn rồi nè. Cho ba mà với ông chú gửi mệt xỉu luôn. Nó cạn quá. Thank you.
cũng khoái rồi. Ơi à, các bạn ơi, mới gửi con chút xíu nè, chưa được nửa lưới nữa nè. Đó, thấy chưa? Quá trời luôn. Đây con này mình gửi cho các bạn coi nè. Nó đùm đùm luôn nó. Đó, thấy một cục chưa đó. Quá trời cá. Các bạn thấy chưa? Quá trời luôn. Cá ngon quá à. Wow, thấy chưa, miếng một cục luôn. Quá trời cá rồi. Cái thao chơi. Mấy cái thao đó nãy giờ có gỡ không? Hả? Vậy sao nước trong thao dữ vậy? Nhảy nó nhảy, nước nó nhảy dữ lắm mà.
bớt lấy nó. Quá trời cá. Cái lưới này thử chứ chắc bỏ luôn rồi đó. Con này răng cũng quẩn một. Cá này thả các bạn ơi. Các bạn ơi. Rồi dở các bạn ơi. Đó, đó. Đó. Chưa. Đứng rồi sao? Đỏ. Đỏ. Ô, quá chưa? Đây 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 đỏ 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 cọc cọc luôn. Quá trời rồi. Cá bự luôn. Ừ, cá lựa. Ừ, cái này cá mưa này nó xong. Cá lựa các bạn. Đây các bạn ơi, cá trà bá chưa? Cá thiên nhiên vô các bạn, phải cá nuôi luôn nha. Dặn lại cá nuôi nha. Nguồn cá rảnh nè các bạn. Chưa. À bá luôn. Thẳng phiếu luôn. Ấy. Quá đã. Còn nữa nè. Đó vợ ơi. Chào thứ hai nè, đó. Thấy chưa? Quá trời luôn. Ba. Ba. Thứ hai nè các bạn. Có nguyên con lâu kiến bự luôn kìa. Quá trời luôn. Con lại đây tắm đi.
mình đào đó, nước đào đây thành quả đây các bạn ơi, nãy giờ học nhiều quá không vì cái khác nhân dân dặn đó đây thêm bọc nữa nè, thôi đi ngược lại đó chút xíu à, quá trời cá luôn đây, nó tè cái nhà từ nó tè đó không khách này còn như hai em mình cái cá chưa, cá này đem nướng một cái thì thôi hết sảy rồi. Ga là thấy nó tan vậy không? Cá nuôi nè các bạn, cái đó nè. Cá chặt. Quá trời con. Nó cũng mềm luôn. Không? Con nào nó hết hồn chưa? Quá trời. Rồi đem nướng mồi lên các bạn ơi, cá tươi xanh luôn, mới bắt lên cái rẹt đó, không quá hấp dẫn này nè. Nó không khịnh đâu á, cái gì nhỏ quá vậy các bạn ơi, quá thơm rồi đó. Cầm chén ớt thần thánh lên coi. Đây chén ớt thần thánh nha các bạn, hồi ăn mình nặng canh vô nữa là hết sảy. Hết sảy con bà bảy luôn. Chính không bao giờ lại ăn đâu có thơm lắm á. Thơm tinh. Quá thơm mà đó. Cái này mà được nướng ngay ngoài đồng luôn ăn hết sảy. Chớ mua cá mua tôm là đâu cho. Thơm quá rồi. Quá ngon rồi đó. Bỏ giá cho anh chị. Cái giá tới sao ăn không? Mở cái. Mở bạn nha. Ăn như kìa trời. Thấy gì đâu. Ở mà chơi á. Cá này nó còn nhỏ quá thật nó không dễ. Xương con cho nên đánh dãy con ăn được cái dãy, ăn con ăn được cái da vàng con khét, trời mấy con mấy con cá đánh dãy sẵn các bạn nha. Khô. Cất đỏ cho nắng. Ở sông nắng luôn. Nó ngọt quá, ngọt luôn rồi. Mắm quá cay luôn. Mày cạo cho chơi gì mình ăn được. Chén ớt thần thánh nó cay quá cay. Ta tới nó nè cái da này ngon nè da. Này chế cái vàng nhất. Ăn đi.
con cầm con gỡ lên thì mẹ không ăn được. Ừ. Ruộng ăn cục luôn trời. Rồi chào bạn nha, chào bạn clip này, hẹn ơi clip sau.